sau 18 tuổi được ví làn gió mới của làng phim. Diễn viên Trung Quốc Đặng Ân Hy, 18 tuổi, được khán giả khen ngoại hình, diễn xuất. Ân Hy đang đóng phim cổ trang Trường Lạc Khúc cùng bạn diễn Đinh Vũ Hề. Hôm 22 tháng 1, các bức ảnh người đẹp ở trường quay gây chú ý trên mạng xã hội. Hàng nghìn fan cho biết ấn tượng với vẻ trong trẻo của Đặng Ân Hy, kỳ vọng phim mới của cô. Theo Sina, Ân Hy thuộc nhóm sao nữ sinh năm 2005 nổi bật nhất của làng phim Hoa ngữ. Cô từng đoạt giải nghệ sĩ mới được truyền thông chú ý nhất tại Liên hoan phim Thượng Hải. Ân Hy được ví là làn gió mới của làng giải trí. Trang Ban nhận xét cô có nụ cười ngọt ngào, đôi mắt linh hoạt, thông minh. Đặng Ân Hy đóng phim từ năm 2016 với vai con gái của Lâm Tâm Như ở phim Phía sau nghi can X do Tô Hữu Bằng đạo diễn. Diễn xuất của cô được giới chuyên môn đánh giá tích cực, đặc biệt ở các cảnh khóc. Sau đó, cô tham gia Thời niên thiếu của chúng ta, Thám tử phố Tàu 2020, Xin chào Chi Hoa. Ân Hy thần tượng Châu Tấn, diễn cùng đàn chị ở Xin chào Chi Hoa, được Hoa Đáng chia sẻ kinh nghiệm biểu diễn. Trên iFan năm 2023, Đặng Ân Hy nói muốn thử sức vai nữ hiệp ở phim cổ trang, được đóng các cảnh võ thuật. Hiện Ân Hy là nữ sinh cấp 3. Cô cho biết những năm qua không dễ dàng để vừa đóng phim vừa hoàn thành việc học. Khi Ân Hy đóng phim ở trường quay, một gia sư đi cùng để hướng dẫn cô học bài bất kỳ khi nào không có cảnh quay. Ngoài đóng phim, Ân Hy quảng cáo cho một số thương hiệu thời trang. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.